nhưng mà được nhiều vui hơn thế này. Xin mời các bạn cho một tràng vỗ tay thật lớn để cho chương trình chúng ta bắt đầu với tốt đẹp. Mình cũng phải em xin trân trọng các bạn bỏ qua cả. Nói đây là sao? Chào ơi. Trong tiếp theo chương trình xin lại mời bạn Toàn. Tiếp mục tiếp theo. Sau đây mình xin thổi bài Biết Mưa. Thì bài này nó hơi buồn nhưng mà chẳng còn bài nào khác nữa. Không, nó chẳng buồn lắm đâu, nhưng nó liên quan đến tình yêu tình báo một tí. Mình thổi bài này để dành tặng cho những bạn mà nằm trong danh sách bạn được tổ chức sự kiện hôm nay. Thì mong các bạn nếu mà có không hay thì đấy là tấm lòng của mình tặng sinh nhật các bạn, các bạn đừng chê nhé. Buồn lắm không? Buồn lắm, buồn lại buồn. Chưa người mà sắp có biết ngừa đấy. Thank you.
Hãy subscribe.